Sáng 12 tháng 10, Việt Nam Dog Show, cuộc thi chó đẹp Việt Nam chính thức khai mạc với sự có mặt của hàng trăm chú chó từ khắp nơi trong cả nước đến tranh tài. Cuộc thi lần này do Hiệp hội Những người nuôi chó giống Việt Nam độc quyền tổ chức tại Việt Nam với những danh hiệu đẳng cấp quốc tế. Thời gian gần đây, những cuộc thi dành cho thú cưng được chú ý nhiều hơn bởi sự chuyên nghiệp và quy mô tổ chức. Nhiều người yêu thú cưng đã không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng chỉ để cún yêu của mình tham gia. Chị Minh Thúy cho biết đã đặt vé máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh ngay khi nhận được thông tin cuộc thi. Thủ tục cho thú cưng đi máy bay có hơi rắc rối một chút. Ví dụ còn do phả của bố mẹ bé có khủng đến đâu nữa. Ví dụ các bé cún Bichon này ở Việt Nam, nếu mà bố mẹ mà phả mà được nhiều giải thì nó dao động từ 40 triệu đến 5-60 triệu tùy. Còn các bé giấy tờ mà bố mẹ phả thấp hơn thì sẽ ít tiền hơn, và các bé không giấy tờ thì sẽ rẻ hơn nữa. Mọi người cũng có thể nhìn đây, họ làm rất là bài bản, nên là bọn em kể cả ở ngoài Hà Nội bọn em vẫn muốn vô để mình trải nghiệm một cái gọi là gì nhỉ, sự chuyên nghiệp nhé. Là người có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng nhiều năm, anh Mai Sơn ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ bản thân không tiếc tiền để đầu tư cho thú cưng có dáng đẹp nhất. Khi mà tụi em setup xong, tụi em show xong là tụi em về, tụi em phải xả nước ra lại, xong tụi em ráp lông lại, ráp là cuốn lại để cho nó giữ không có bị rối đâu. Tụi em sẽ dưỡng lại bằng thực phẩm chức năng với lại mỹ phẩm. Thường là thực phẩm chức năng thì em lấy từ Mỹ, còn mỹ phẩm thì hiện tại em đang xài của Atero là của Tây Ban Nha. Cái này em không tiện nói nhưng mà giá cũng không rẻ lắm. Tính đi, nếu bộ lông bạn về mà chỉ cần mình ôm nó vào thôi, từ bộ lông các bạn nhìn vô trong á, nó sẽ theo từng lớp như vậy nè. Thì nếu như mà mình không biết chải thì nó sẽ bị rối từ trong đây, nó rối ra, thì đâm ra là khi mà mình chải á thì sẽ nó đứt từ trong gốc, nó đứt ra thì bộ lông chó sẽ không có đều. Những chú chó xuất sắc giành chiến thắng sẽ được các phần thưởng như Smart TV, iPad 2021, Apple Watch 2021, thức ăn cho chó từ nhà tài trợ. Việt Nam Dog Show 2022 diễn ra trong 2 ngày cuối tuần tại Câu lạc bộ Văn hóa Thể thao Nguyễn Du, Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Người tham quan vào cổng tự do.